Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái lưỡi điển hình của cái người mà hay uống rượu, tiếp khách thường xuyên. Thì thông qua nhìn cái lưỡi thì chúng ta thấy là lưỡi bè bẹo, lưỡi trải ngập hết hai bên mép này. Đấy là thể hiện là cái tỳ khí hư do bệnh nhân uống rượu tiếp khách nhiều. Thế nên là khi quá trình uống rượu tiếp khách nhiều đó, bệnh nhân lại không biết giữ gìn sức khỏe nên là ảnh hưởng rất nặng nề về cái trường hợp tỳ vị. Ngoài ra thì chúng ta để ý là cái lớp hằn ngoài cái tỳ vị đó, ở chính giữa cái lớp hằn ấy có vết lứt của lưỡi và trên vùng tâm nữa, là thể hiện bệnh nhân này có bệnh lý về hệ thống tiêu hóa, hay đau bụng, trào ngược dạ dày và ăn vào thì hay hay bị đau bụng. Thứ hai nữa là về đã có dấu hiệu là ảnh hưởng đến cái phần tâm khí của bệnh nhân nên bệnh nhân thường mệt mỏi. Và qua cái lưỡi này mình thấy rằng là cái chức năng xơ tiết của can của bệnh nhân là cực cực kém. Và may rằng là trong quá trình là bệnh nhân thì bởi vì do cái công việc đặc thù ngành nên là bệnh nhân không thể nào mà dừng được rượu nên vẫn phải uống, và những kết hợp là vừa 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 điều trị là mình sẽ dùng các cái bài bài thuốc để giúp cho bảo vệ tế bào gan cho bệnh nhân và nâng cao sức khỏe. Nhưng tuy nhiên thì cũng khuyên bệnh nhân là nếu mà để điều trị dứt điểm các cái bệnh như này thì nên hạn chế, và đặc biệt là phải kiêng được rượu bia thì mới mong rằng là tốt cho sức khỏe. Thì qua cái trường hợp này thì mình cũng khuyên rằng là chúng ta cố gắng là cái rượu bia là chúng ta nên hạn chế, mà kiêng được thì là tốt nhất. Bởi vì khi chúng ta uống nhiều cái rượu bia vào nó sẽ gây ra loạn tâm trí, và nhìn vào mắt bệnh nhân thì cái thần khí của bệnh nhân bắt đầu đang hao dần đi vì rượu nó phá hủy rất là nghiêm trọng. Và qua cái xét nghiệm bệnh nhân gửi cho mình thêm thì là bệnh nhân có kết hợp thêm cả là có mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Nhưng đặc biệt chính của bệnh nhân là trong cái này là bệnh nhân là đi đại tiện là ra máu và rất rát, nên uống thuốc thì cũng có cải thiện. Tuy nhiên để dứt điểm được thì cũng khuyên bệnh nhân là chúng ta là phải hạn chế uống rượu bia thì mới mong kết quả tốt. Thì đây là một cái hình ảnh điển hình của cái bệnh nhân mà cũng hay uống rượu bia gây ra tỳ hư can khí uất kết, biểu hiện ra và ảnh hưởng đến tim mạch. Mình muốn chia sẻ đến cho mọi người để nắm bắt thêm.